Điểm tin tuần này sẽ tập trung vào các thông tin về chính trị, đối ngoại cùng với các thông tin về kinh tế, kinh doanh, tài chính, chứng khoán của thế giới, Mỹ và Việt Nam. Happy Life xin chào quý nhà đầu tư. Sau đây là điểm tin tài chính tổng hợp từ ngày 9 tháng 1, 2023 đến ngày 14 tháng 1, 2023. 1. Phố Wall tuần qua. S&P 500 và Nasdaq đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 11, 2022. Sau khi trải qua 2022 đầy biến động, nhà đầu tư chứng khoán của Phố Wall bước sang năm 2023 với hàng loạt câu hỏi lớn. Theo trang CNN, câu hỏi lớn nhất đối với nhà đầu tư cổ phiếu ở Mỹ ở thời điểm hiện tại là liệu nền kinh tế Mỹ có rơi vào suy thoái trong năm nay hay không? Và câu hỏi này lại được trả lời bằng 3 câu hỏi nhỏ hơn. Thị trường lao động sẽ diễn biến như thế nào? Người tiêu dùng Mỹ có tăng chi tiêu không? Và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có xoay trục chính sách tiền tệ hay không? Dù có thể không cắt giảm lãi suất trong năm nay, Fed có khả năng sẽ tăng lãi suất chậm lại hoặc thậm chí dừng việc tăng lãi suất. Như vậy cũng sẽ là một sự giải tỏa lớn đối với nhà đầu tư sau 7 đợt nâng lãi suất liên tiếp trong năm 2022. Chính phủ Mỹ giằng co vì hy vọng Fed sẽ mềm mỏng hơn, giá dầu tăng nhờ Trung Quốc mở cửa trở lại. Chỉ số S&P 500 đã tăng 1,1% trong 5 phiên giao dịch đầu tiên của năm 2023. Và đây là một chỉ báo kinh điển về triển vọng tốt của thị trường trong cả năm. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng khá mạnh rồi lại giảm trong phiên giao dịch ngày thứ hai, 9 tháng 1, khi nhà đầu tư khấp khởi hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ chuyển sang một lập trường chính sách tiền tệ bớt cứng rắn hơn. Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong lúc chờ báo cáo lạm phát. Nhà đầu tư chứng khoán Mỹ bước sang năm 2023 với mối lo lãi suất tăng có thể đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái. Nhưng giờ đây, nhiều người có vẻ gia tăng đặt cược rằng lạm phát đang bắt đầu dịu đi. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ ba, 10 tháng 1, khi giá cổ phiếu duy trì xu thế tăng của những phiên đầu năm, trong lúc nhà đầu tư đợi số liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố trong tuần này. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch thứ tư, 11 tháng 1, khi nhà đầu tư tin tưởng rằng số liệu lạm phát vào ngày thứ năm sẽ cho thấy giá cả tăng với tốc độ chậm lại, đồng nghĩa với các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong năm 2022 đã phát huy tác dụng như mong muốn. Giá dầu thô cũng tăng mạnh nhờ niềm lạc quan mới về triển vọng kinh tế toàn cầu, mặc cho lượng dầu tồn kho của Mỹ tăng chóng mặt. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ năm 12 tháng 1, sau khi số liệu thống kê cho thấy lạm phát ở nước này tiếp tục dịu đi. Lạc quan về tình hình lạm phát ở Mỹ cũng là một nhân tố đưa giá dầu đi lên, bên cạnh đà trượt của giá đồng đô la và những tia hy vọng về kinh tế Trung Quốc. Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm vào ngày thứ Sáu 13 tháng 1, khi nhà đầu tư tiếp nhận kết quả kinh doanh của các ngân hàng và dự báo rằng lạm phát sẽ giảm vào năm 2023. Cả ba chỉ số chính đều cố gắng vươn lên sắc xanh sau khi mở đầu phiên với sắc đỏ. Kết quả khảo sát được đưa ra sau báo cáo CPI tháng 12 2022 của Mỹ công bố vào ngày 12 tháng 1, cho thấy lạm phát giảm 0,1% so với tháng 11 2022, mặc dù lạm phát vẫn tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng kết quả này làm tăng hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sớm giảm tốc độ nâng lãi suất. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 112,64 điểm, tương đương 0,33%, lên 34.302,61 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 0,40%, lên 3.999,09 điểm. Và chỉ số Nasdaq cộng 0,71%, lên 11.079,16 điểm. Chứng khoán Việt Nam. Nhờ khả năng giữ nhịp của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN Index vẫn duy trì được trạng thái đi ngang, dù cổ phiếu thì phần lớn là suy yếu. Tâm lý thận trọng hiện diện khiến khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp. Khối ngoại trở lại bán ròng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, khiến rủi ro sụt giảm trong ngắn hạn tăng lên. Sau đây là diễn biến trong tuần qua. Cổ phiếu trụ nỗ lực giữ màu xanh cho chỉ số, VCB đóng cửa vượt đỉnh 11 tháng. Ngay cả nhóm cổ phiếu dẫn dắt mạnh nhất trong phiên sáng đầu tuần 9 tháng 1 là ngân hàng, đến chiều cũng suy yếu. Rất may, ở đó vẫn còn các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, VCB, VHM, MSN được kéo giật lên trong đợt ATC, kết hợp với vài trụ khác giúp VN Index giữ được 2,77 điểm tăng. Trụ bập bênh với VN Index, cổ phiếu đầu tư công, vật liệu lại nổi sóng. Ngành trụ ngân hàng chao đảo mạnh trong phiên chiều ngày 10 tháng 1 khiến VN Index cũng liên tục đánh võng quanh tham chiếu. Điểm bất ngờ là mặc cho các cổ phiếu lớn nắng chỉ số, loạt mã nhóm đầu tư công, vật liệu xây dựng
lại có phiên giao dịch thăng hoa. Áp lực chốt lời lại xuất hiện, cổ phiếu trượt dốc vào ngày 11 tháng 1. VN-Index chốt phiên ngày giữa tuần vẫn tăng nhẹ 2,41 điểm, tương đương 0,23%. Độ rộng vẫn nghiêng về phía tăng giá, nhưng hầu hết cổ phiếu đã trượt dốc đáng kể trong buổi chiều. Cũng giống như các phiên trước, dòng tiền vào mua phiên chiều yếu đi, trong khi nhu cầu chốt lời lại tăng, nhất là khi hàng về có điều kiện giá tốt, thanh khoản chiều 11 tháng 1 giảm tới 27% so với phiên sáng. Cổ phiếu thủy sản, dầu khí bật mạnh, thị trường vẫn xăm vỏ đỏ lòng. Quá 2/3 thời gian giao dịch ngày 12 tháng 1, VN-Index nằm dưới tham chiếu. Nhưng cuối cùng thì chỉ số vẫn trèo qua được, tăng 0,63 điểm. Một số cổ phiếu trụ tăng đủ mạnh để cân bằng, nhưng tổng thể mặt bằng cổ phiếu vẫn ở mức thấp, thậm chí độ rộng còn nghiêng về phía giảm. Riêng nhóm thủy sản, dầu khí thì giao dịch nổi bật. VN-Index thoát giảm nhờ trụ, khối ngoại bán ròng thỏa thuận khủng ở EIB vào ngày 13 tháng 1. Tình trạng mạnh phiên sáng, yếu phiên chiều lại tái diễn, thậm chí có lúc còn đè VN-Index đỏ. Tuy nhiên, khả năng giữ nhịp của các cổ phiếu lớn rất ấn tượng, đặc biệt hiệu quả trong bối cảnh thanh khoản thấp, VN-Index kết phiên vẫn có được 3,78 điểm tăng, dù số cổ phiếu giảm giá tiếp tục nhiều hơn số tăng. Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 3,78 điểm, lên mức 1.060,17 điểm. HNX Index giảm 0,68 điểm, xuống còn 211,26 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index tăng tổng cộng 8,73 điểm, tương đương 0,83%. HNX Index tăng 0,61 điểm, tương đương 0,29%. Giá dầu đang nơi đâu? Giá dầu Brent giao tháng 3 tăng 1,25 đô la, tương đương 1,5%, lên mức 85,28 đô la trên một thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng phiên thứ 7 liên tiếp, bỏ túi 1,47 đô la, tương đương 1,9%, lên mức 79,86 đô la trên một thùng. Tính cả tuần, theo Reuters, giá dầu Brent đã tăng 8,6%, trong khi WTI 8,4%, lấy lại phần lớn mất mát của tuần trước. Theo các nhà phân tích, dầu đã có chuỗi tăng giá nhưng vẫn chưa lấy lại được mức như lần cuối cùng các thành viên OPEC cộng cắt giảm sản lượng. OPEC cộng đã thông báo cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng vào tháng 10 do giá dầu toàn cầu đã giảm xuống dưới 90 đô la trên một thùng. Tiêu điểm tuần qua. Thế giới. Thế khó của ông Biden trong sự cố tài liệu mật. Uy tín của Tổng thống Biden có nguy cơ suy giảm khi ông từng chỉ trích người tiền nhiệm Trump vì xử lý sai thông tin mật, nhưng nay lại rơi vào tình cảnh tương tự. Triển vọng tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong năm tới đã bị giáng một đòn mạnh sau khi Bộ Tư pháp bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt điều tra vụ tài liệu mật được phát hiện ở văn phòng cũ và nhà riêng của ông. Tổng thống Biden cuối năm ngoái đã chỉ trích cách ông Trump trữ tài liệu mật trong dinh thự là hành động vô trách nhiệm. Cựu công tố viên liên bang Andy Katie nhận định bình luận đó giờ đây sẽ quay trở lại và ám ảnh ông. Một trong những quy tắc chính trị quan trọng là cười người chớ vội cười lâu. Và nó xảy ra ngay thời điểm vô cùng quan trọng, Andy nói. CPI của Mỹ lần đầu tiên giảm sau hơn 2 năm rưỡi. Giá tiêu dùng CPI ở Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 12 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 2 năm rưỡi liên tục tăng. Cú giảm này diễn ra trong bối cảnh giá xăng và nhiều mặt hàng khác cùng đi xuống và được xem là một dấu hiệu cho thấy lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trong một xu hướng giảm bền vững. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 12 tăng 6,5%, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 10 2021 và giảm mạnh so với 7,1% ghi nhận trong tháng 11, nhưng vẫn cao gần gấp 3 lần so với mục tiêu lạm phát 2% mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã đề ra. Báo cáo lạm phát của Mỹ có thể khiến giá vàng bùng nổ. Giá vàng thế giới đang chững lại ở vùng đỉnh 8 tháng, trong lúc chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vào tháng 12. Giới phân tích nói rằng dữ liệu lạm phát yếu hơn dự báo có thể đưa giá vàng tăng bùng nổ và bước vào một thời kỳ mới. Trong nước, Tết Quý Mão 2023, mua sắm tiết kiệm, chi tiêu hiệu quả. Biến động kinh tế đã tác động tới túi tiền và thói quen mua sắm của đa số người tiêu dùng. Quan niệm mua sắm thoải mái vì Tết mỗi năm chỉ có một lần đã không còn. Ngành công thương kỳ vọng Tết năm nay, sức mua sẽ tăng 15% so với năm ngoái và hơn 30% so với ngày thường. Trong tuần mua sắm cao điểm, được biết các tổ công tác của ngành công thương được tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo quyền lợi tiêu dùng, hạn chế hàng gian, hàng giả và hàng kém chất lượng. Thủ tướng,
ngành nông nghiệp trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Chỉ đạo các giải pháp trong năm 2023, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải thúc đẩy 3 việc. 1. Xây dựng thương hiệu nông sản. 2. Quy hoạch vùng nguyên liệu cần phù hợp, xứng tầm. 3. Đẩy mạnh công nghệ, ứng dụng công nghệ số, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Về hoạt động xúc tiến thương mại, Thủ tướng cho rằng ngành nông nghiệp phải chủ động, tích cực hội nhập quốc tế theo hướng sâu rộng, hiệu quả, phải chủ động tìm đến các thị trường. Để làm được điều này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao để tìm thêm những thị trường tiêu thụ mới. Đến đây thì điểm tin tuần này xin được phép khép lại. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life Station, nhấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, kinh doanh, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.